Đừng bao giờ để cho những người đàn ông ở nhà trông trẻ em, nếu không bạn sẽ hối hận cả đời. Cô con gái yêu cầu ba mình cùng chơi bắt bươm bướm với cô, nhưng David lại để cô con gái một mình mà đi tìm bạn uống rượu. Kết quả uống một bữa rượu mà khiến cho cô con gái bị chết ngạt dưới hồ bơi. Trong 5 năm, David luôn làm những chuyện có lỗi áy náy với cô con gái. Người vợ cũng bởi vì chuyện này mà ly hôn với anh ta. Không thể gánh vác được hai sự đả kích tâm lý của cuộc sống, David quyết định đi chết. Anh ta đi đến bên bể bơi mà cô con gái xảy ra chuyện, một cái đầu ngoi lên, cuối cùng đã có thể giải thoát rồi. Nhưng vào lúc này, một đôi tay lớn kéo anh ta quay trở về từ cánh cửa quỷ môn quan, là người bạn tốt nhiều năm của anh ta, Jack. David không muốn để Jack nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của mình, thế là đẩy người bạn ra, một mình đi lang thang trên con đường tối tăm. Lúc này, một con bươm bướm bay đến. David lờ mờ cảm thấy con bươm bướm này rất giống với cô con gái quá cố của mình. Cứ đi theo sự chỉ dẫn của con bươm bướm, David đi đến một hang núi chật hẹp, xuyên qua hang núi. Vậy mà bên ngoài là một thế giới khác, mà điều anh ta khó mà tin được đó là, vậy mà anh ta thấy 5 năm trước, mình đang chuẩn bị đi đến nhà người hàng xóm uống rượu. Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi sao? Nhớ đến cô con gái mình gặp chuyện vào buổi chiều, David không kịp do dự, đã quay đầu lại đi về hướng bể bơi. Thành công cứu được cô con gái, David đưa cô bé về nhà. Nhìn thấy con gái đang chìm sâu vào giấc ngủ, David vui mừng đến bật khóc. Nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, thời gian ở không gian này, bản thân mình đã sắp quay trở về rồi, chuẩn bị rời đi, nhưng đã trễ rồi. David quay đầu, bản thân mình của 5 năm trước lấy vật cứng đánh về hướng mình. David phản công lại, vậy mà lỡ tay giết chết bản thân mình 5 năm trước. Cảnh này không may bị đứa con gái của mình nhìn thấy, gương mặt cô con gái bị dọa đến ngơ ngác hỏi David đã xảy ra chuyện gì. David vội vàng dùng lưng mình che thi thể đã chết trên sàn nhà lại, sau đó kêu cô bé quay về phòng. David lúc này nghĩ ra một cách to gan, anh ấy muốn lợi dụng cơ hội này để làm lại từ đầu, là một người đàn ông tốt thương con gái và vợ. Trước tiên David xử lý hiện trường vụ án, đưa thi thể đã chết của mình 5 năm trước chôn ở trong vườn, sau đó cạo râu, cắt tóc, vậy là đã giống với dáng vẻ của 5 năm trước của mình rồi. Rất nhanh sau đó người vợ quay về, ba người nhìn nhau, đột nhiên người vợ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra. Khi ăn cơm, David cẩn thận dè dặt để mình không lộ ra bất kỳ sơ hở gì, nhưng lại bị cô con gái vạch trần trước mặt, nói anh ta không phải là cha của mình. Người vợ cho rằng cô con gái đang giận David. David vội vàng giải thích, đúng vậy, anh ta cãi nhau về chuyện xem TV với cô bé vào buổi sáng, bị mình la một câu nên mới như vậy. Buổi tối, cô vợ tìm David, thứ bảy là lễ sinh nhật của anh ta, cô muốn mời một người bạn thân đến làm khách, nhưng không có số điện thoại. Điều này khiến cho David có chút trở tay không kịp, bởi vì anh ta không biết mình của 5 năm trước đã để điện thoại ở đâu, chỉ có thể mượn cớ quên không nhớ để điện thoại ở đâu rồi. Sau khi đợi người vợ rời đi, David lập tức đi ra ngoài vườn đào thi thể lên, nhưng vẫn không tìm ra được chiếc điện thoại. Lòng David lo lắng chuẩn bị chôn thi thể quay trở về. Lúc này một ông chú hàng xóm kế bên đang ở ngoài vườn, chào hỏi với anh ta, còn ném một bình rượu cho anh ta. Điều này làm dọa David sợ hú hồn một phen. May mắn là nhìn dáng vẻ của đối phương vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, cô vợ cầm điện thoại gọi vào số điện thoại của David, muốn xem rốt cuộc điện thoại bị rơi ở đâu. Người nhận điện thoại lại là một người phụ nữ. Thì ra 5 năm trước khi David uống rượu, không cẩn thận làm rơi điện thoại ở trong nhà của một cô bạn gái. Vì không muốn người vợ hiểu lầm, nên David nói với người vợ điện thoại là do một người trên đường nhặt được, sau đó giả vờ lái xe đi một vòng đến nhà cô bạn gái để lấy điện thoại. Nhưng mà cảnh này lại bị người bạn tốt Jack đang làm khách ở đây nhìn thấy. Jack nhận định David là một người đàn ông tồi. David bất lực chỉ có thể nói tất cả sự thật cho anh ấy biết, chính là mình đến từ thế giới của 5 năm sau, bản thân không cẩn thận mà giết chết bản thân ở hiện tại, thi thể được anh ta chôn ở ngoài sau vườn. David nói cả một hồi lâu, nhưng người bạn thân cảm thấy anh ta đầu óc không tỉnh táo. Nhìn thấy Jack không tin, David nói chuyện xảy ra của anh ấy vào 5 năm sau. Jack sẽ thành một người họa sĩ nổi tiếng, có 2 đứa con, hơn nữa còn nói tên của 2 đứa trẻ ra. Jack cảm thấy không thể nào tin được, tên con của mình anh ấy từ trước đến nay chưa từng nói cho ai biết. Nhưng mặc dù đã như thế, nhưng anh ấy vẫn không lựa chọn tin tưởng David. Hai người không vui mà rời đi. Thời gian cuối tuần đã đến. Trong buổi lễ sinh nhật của David, David và người vợ vẫn còn đang chìm trong những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ. Người bạn tốt Jack đang ở một bên nhìn cô con gái của David vẽ, nhưng xem một nửa, sắc mặt anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cuối cùng lặng lẽ đi về hướng phía sau vườn nhà. David quan sát ra điều lạ thường, lập tức quay về xem bức tranh của cô con gái, không chỉ bị dọa sợ mà cả người đều toát hết cả mồ hôi lạnh. Thì ra vào ngày khi anh ta chôn thi thể, cũng bị cô con gái nhìn thấy sự việc sắp bị bại lộ. David vội vàng đuổi theo. Lúc này Jack ngơ ngác ngồi trên mặt đất, lời anh ấy không tin trước đó David nói vậy mà là sự thật. Mặc dù David đã cố gắng hết sức để giải thích rõ ràng với anh ấy lần nữa, nhưng Jack vẫn gầm lên nói muốn đi tố cáo anh ta. Vào thời khắc quan trọng, ông chú mập hàng xóm của David đột nhiên xuất hiện, đánh vào đầu Jack khiến anh ấy chết. David bị dọa sợ không biết phải làm sao. Ông chú mập lại khuyên anh ta, nếu như không muốn vợ và con hiện tại của mình biết, thì hãy giải quyết đi. Thế là dưới sự giúp đỡ của ông chú mập, David chôn thi thể của người bạn thân của mình đến trong một khu rừng gần đó. Sau chuyện đấy xảy ra, ông chú mập còn kêu David đến nhà mình, nói với David, bản thân ông ta cũng xuyên đến từ 5 năm sau. Ông ta là một tên tội phạm ngồi tù 8 năm. Trong một lần có cơ hội khi được đi ra ngoài thăm người thân, đột nhiên phát hiện ra tia ánh sáng này, vì muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, nên ông chú mập không do dự mà giết chết bản thân ở trong thế giới này. Sau đó ông ta mượn ký ức của mình để mua vé số, trúng được một số tiền lớn mà trở nên giàu có. Ông chú mập cảnh cáo David, không chỉ ông ta và David đến đây từ 5 năm trước, mà còn rất nhiều người muốn tự sát đều đến nơi này. Nếu như anh ta dám để lộ chuyện này ra ngoài, thì chính là đang chống lại với những người này, đến lúc đó anh ấy sẽ rơi vào con đường chết mà thôi. Sau khi David nghe xong, sau gáy trở nên lạnh buốt. Dựa vào lời nói của ông chú mập, thì thế giới này có rất nhiều người đều đã là kẻ phạm tội giết người. Tất cả những người bình thường biết được chuyện này ở thế giới này đều đã chết rồi. David vội vàng đi về nhà, đưa người vợ và cô con gái đến đường hầm thời không đó, muốn đưa bọn họ thoát khỏi cái chết của những người đến từ 5 năm sau. Nhưng khi anh ta quay đầu lại, vậy mà đã không còn thấy người vợ và cô con gái nữa. David lo lắng vô cùng, muốn quay trở về tìm kiếm, kết quả bị ông chú mập ở bên ngoài đánh một cú. Ông chú mập uy hiếp David, nếu như dám để bí mật ở thế giới này truyền ra thế giới khác, thì ông ta sẽ đuổi theo giết David. Bất lực, David chỉ có thể giả vờ như không xảy ra chuyện gì mà quay trở về nhà. Chuyện đầu tiên khi người vợ tỉnh lại chính là hỏi David rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải đưa bọn họ đến hang núi bị bỏ hoang đó. David mượn cớ nói lúc đó là do mình uống say nên xuất hiện ảo giác, chỉ kể lại qua loa với người vợ. Một bên khác, một cô gái tóc dài hàng xóm đến nhà của người vợ, muốn để cho cô con gái chơi với con gái của cô ta một lát. Nhưng trước khi cô gái tóc dài rời đi,
người vợ nhìn thấy một đôi vợ chồng trên đường, giống y hệt đôi vợ chồng cô gái tóc dài vừa nãy, nhưng cách ăn mặc lại hoàn toàn khác nhau. Người vợ nhìn thấy điều lạ thường liền đi theo, vậy mà nhìn thấy bọn họ đang giết đôi vợ chồng cô gái tóc dài đang nấu cơm trong nhà. Người vợ bị dọa sợ, đưa hai đứa trẻ đang chơi trên đường bỏ chạy về nhà. Người vợ kinh hãi nói cảnh mình đã nhìn thấy cho David biết, cuối cùng còn cầm điện thoại báo công an. David lúc này đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta nhớ đến lời ông chú Mập nói, ai muốn để lộ bí mật này ra ngoài thì người đó phải chết. David vội vàng ngăn cản người vợ báo cảnh sát, còn chuẩn bị nói tất cả mọi chuyện với cô ấy, nhưng đầu của người vợ hiện tại chứa toàn là cảnh giết người ban nãy, vốn dĩ không nghe được bất cứ lời gì. Lúc này đôi vợ chồng cô gái búi tóc đưa cảnh sát đến trước cửa, yêu cầu người vợ giao con mình ra. Người vợ liều mạng giải thích với cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không hành động gì, cứ để cô ấy trơ mắt nhìn đôi vợ chồng ấy đưa cô con gái rời đi. Rất rõ ràng cảnh sát cũng là đến từ 5 năm trước. David vội vàng khuyên người vợ bình tĩnh lại, nhưng lại bị người vợ đẩy ra. David không biết phải nên làm gì. Lúc này điện thoại vang lên, vậy mà người ở thế giới của anh ta cũng đến nơi này rồi. Người vợ bày tỏ cô ấy cũng muốn giết bản thân mình ở thế giới này để cô ấy thay thế vào. Sau đó cả gia đình ba người cùng sống lại với nhau. David do dự, thần chí nói với anh không thể làm như vậy. David giả vờ đồng ý với kế hoạch giết cô vợ của họ, xoay người về nhà nói với người vợ ở thế giới này sự thật của tất cả mọi chuyện, kêu cô ấy đưa cô con gái xuyên qua đường hầm đi đến cuộc sống của 5 năm sau, bản thân anh ta sẽ giúp cô ấy. David lái xe xông ra ngoài, thu hút sự chú ý của đám người ông chú Mập, mà người vợ cũng nhân cơ hội đưa cô con gái chạy về hướng đường hầm. Nhưng vừa ra ngoài cô đã gặp một con người khác là bản thân mình. Người vợ của 5 năm sau nhìn bản thân mình trước đó, lòng không thể chịu được mà thả cô ấy đi. Một bên khác, ông chú Mập phát hiện bản thân mình bị gài bẫy, xoay đầu lại bắt đầu đuổi giết hai mẹ con người vợ. David nhìn thấy cảnh này, đạp ga tông vào ông chú Mập. Sau khi người vợ và cô con gái tiến vào đường hầm, chiếc xe này tông đụng vào con đường đó, làm hủy hoại đường hầm thời không, cắt đứt mối quan hệ giữa hai thời không một cách triệt để. Cuối cùng của bộ phim, David và cô vợ của 5 năm sau im lặng cùng nhau ngồi bên bể bơi, như đang suy nghĩ gì đó. Sự thiết lập của bộ phim điện ảnh giờ đo này và dựa theo đề tài xuyên không thời gian khác biệt, vốn không có hiệu ứng cánh bướm, chỉ là một thời không song song. Bộ phim điện ảnh cũng đang nói với chúng ta, trên thế giới không có thuốc hối hận, làm việc gì cũng phải nghĩ kỹ 3 lần rồi hãy làm. Còn có những hồi tưởng trong quá khứ nữa, chi bằng quý trọng hiện tại thì hơn. Tôi là người review, tuần sau gặp lại nhé.